không sử dụng súp nha. Chỉ hát một đôi full thôi, đôi loa thôi. Hoàn toàn không sử dụng súp nha vị, đây nè, sức công tắc nguồn súp đây nè, bật lên là nó cháy đèn nè. Đó nha, tắt súp ha, không sử dụng súp, chỉ hát một đôi thôi, đôi full thôi. Tiếng nó quá đẹp quý vị. Loa này mà đưa đắp tiếng vô đó là bảo đảm là cái đường nó thẳng lì thẳng băng luôn đó quý vị ha, cân bằng luôn, ba giải rất là hay quý vị, bass mid treble đầy đủ hết. Đấy, nếu mà so với đôi 112 JBL 3 tấc đánh bảo đảm là thua đôi này 10/7 thôi quý vị, đôi kia là không bao giờ bằng ha. Dòng Lastro là dòng mà bên nước ngoài nó hay sử dụng cho hội trường sân khấu rất là nhiều quý vị, tiếng nó rất là tuyệt vời. Giá 12.800.000 cho một đôi loa đẹp xuất sắc như thế này, em có giới thiệu nhiều rồi ha. Tiếng rất là sạch sẽ quý vị, hát tiếng rất là sáng, rất là ok. Một, hai, đi. Một, hai, ba, bốn, alo. Một, hai. Quá tuyệt vời, rất sáng luôn. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn. Này thì đưa súp vào thì nó còn khủng khiếp hơn nữa quý vị. Súp này thì súp 3D, súp AD ha, súp mới, súp chính hãng quý vị, hàng của Ý sản xuất lắp ráp ở Trung Quốc thôi. Xịn ha, AD Max. Này bảo hành 12 tháng quý vị súp. Đấy. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn. Hát không sử dụng súp mà nó đã tuyệt vời như vậy rồi, đưa súp vào thì quá tuyệt vời nữa.